Trước tiên là phải nói tăng trưởng năm nay là cái việc đạt vượt cái chỉ tiêu là cũng không có gì phải nghi ngờ. Tức là chúng ta đạt cái mức sắp xỉ khoảng độ 7%, tăng trưởng GDP khoảng 7%. Đi liền với GDP quan trọng không kém là chỗ ta giữ được cái nhịp lạm phát. Chúng ta biết là cái cảnh báo về cái bất ổn vĩ mô cũng năm nay cũng không phải là nhỏ đâu, nhất là cái chỗ thị trường bất động sản rồi là giá cả quốc tế. Thế thì năm nay là cả cái thành tích tăng trưởng lẫn cái ổn định vĩ mô là ổn, nói là rất là tốt. Và chúng ta biết nếu mà đặt cái thành tích này của Việt Nam trong bối cảnh thế giới, nền kinh tế thế giới là nó suy giảm và nó bất ổn ấy, thì mới thấy là những cái thành tích ấy nó có ý nghĩa thế nào. Nhưng mà tôi cho rằng là đấy là cái thành tích gọi là ghi nhận về mặt con số, chứ còn thành tích thực chất ấy là phải nó lại ở cái chỗ khác. Cái thành tích thực chất nó ở cái chỗ là cái cải cách thể chế nó đạt được những bước tiến nó rất là rõ ràng, tuy khó khăn nhưng mà khá là rõ ràng. Chúng ta biết rằng là cái giảm thủ tục để kiềm chế cho các cái chi phí của doanh nghiệp nó không tăng lên về mặt lãi suất, rồi những cái chi phí ví dụ như là vận tải, rồi là chi phí gọi là giao dịch, thì cái đấy là cái mà rồi là giảm được rất là nhiều cái điều kiện kinh doanh. Thì chúng ta thấy rằng là chính phủ đã làm nỗ lực. Đến cuối năm thì hoàn thành được cái chỉ tiêu mà đặt ra cho nửa đầu năm, tức là giảm 50% số thủ tục. Nhưng mà chúng tôi có nói rằng là để mà giảm được 50% cái thủ tục đó là cả một cái nỗ lực ghê gớm. Bởi vì là chúng ta quá trì trệ quá lâu, đúng đến lợi ích cho nên là cũng không thể sốt ruột được. Nhưng giờ đây nó có cái đà rồi thì cái quá trình cải cách nó sẽ tốt lên. Thì đây là cái một cái nữa đó là chúng ta phải ghi nhận tiếp là cái tư nhân nó lớn lên, vẫn tiếp cái đà của năm ngoái, năm trước ấy. Thì một bên là cái cơ cấu kinh tế là cái những cái ngành mà công nghiệp chế tạo nó tỷ trọng nó tăng lên, đóng góp tăng lên. Thì bên này ấy là khu vực tư nhân đấy, mà trong đó là có cái phần đáng kể hơn của khu vực, đáng kể hơn năm trước đó, của khu vực tư nhân trong nước. Thì tôi nghĩ rằng là nó khẳng định được cái vai trò là những cái dấu hiệu rất tích cực. Năm 2018 nó còn một cái việc mà chúng ta thấy là cũng rất là đáng kể, tức là chúng ta đã thành công trong cái nỗ lực là mở lại cái CPTPP. Nó biết là đây là cái câu chuyện là nỗ lực rất lớn của Việt Nam. Mỹ bỏ TPP rồi thì Việt Nam cái lợi ích trực tiếp nó không còn nhiều, trong khi Việt Nam là một cái nước là yếu. Thế thì khi mà chúng ta một yếu mà này, cái lợi ích trực tiếp là không còn nhiều nữa, mà chúng ta vẫn hăng hái đi đầu, vẫn nỗ lực để cùng với 11 nước là giữ cái TPP, thì ta thấy là Việt Nam là nó có một cái động cơ nó khác, chứ không phải là chỉ cái lợi ích trực tiếp, đúng không ạ? Thứ hai là cái tiến tới ký cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU cũng là một cái hiệp định vô cùng quan trọng. Thì nếu mà hai cái hiệp định này mà đi vào thực hiện ấy, thì chắc là nó tạo ra một cái động lực mới cho Việt Nam. Thế còn lại là cái phần của ta thôi, chứ tự họ nó tạo ra động lực, nó gây áp lực, nó tạo động lực. Thì đấy là mấy cái thành tích lớn của năm 2018. Thế nói cho nó công bằng thì lại cũng phải nói rằng là tuy những cái động thái là rất tích cực, nhưng thực lực của chúng ta là vẫn còn yếu, rất yếu. Nhiều cái vấn đề cơ cấu là chưa được giải quyết. Những cái vướng mắc cũ là còn bày ra rất nhiều. Chúng ta thấy là câu chuyện đất đai, đúng không ạ? Câu chuyện các cái nguồn lực đầu vào như là năng lượng, rồi ấy là những cái hệ thống ngân hàng yếu kém, đặc biệt là cái lực lượng doanh nghiệp của Việt Nam ấy nó còn rất yếu, thì những cái câu chuyện đấy là nó vẫn đang tồn tại. Nó nói rằng thực lực kinh tế là tức là chuyển động, động thái thì có, nhưng mà thực lực ấy thì vẫn còn yếu. Là cái điểm đấy là điểm chúng ta phải ghi nhận là cái công cuộc cải cách nó còn dài lắm, nỗ lực nó còn phải liên tục. Cho nên là Thủ tướng hay nói rằng là cái không được ai buông tay hết. Chính phủ kiến tạo, tức là phải xuống vào mà đoạn đầu này là phải dốc sức. Thì tôi cho rằng là chúng ta nhìn cả hai mặt như thế để chúng ta thấy rằng là cái trong cái bối cảnh thế giới khó khăn mà kinh tế Việt Nam 2018 đạt được là có rất là tích cực, nó rất là phấn khởi. Nhưng ấy, là phía sau nó vẫn còn nhiều thách thức, nhất là một cái thế giới mà chúng ta biết là cái cuộc chiến tranh thương mại nó đụng đến hai cái đối tác lớn nhất của chúng ta. Dự báo cho Việt Nam năm 2019 kinh tế là nó vẫn nói chung là tích cực.
có thể là có những dự báo là tốc độ tăng trưởng nó thấp hơn năm nay, nhưng ấy, so với mặt bằng chung của thế giới là vẫn tốt. Là vì thế giới nó khó khăn, nó kéo xuống thì Việt Nam kéo xuống, nhưng mà Việt Nam vẫn giữ được cái thế là thế cao. Thế còn có những cái dự báo là Việt Nam vẫn giữ được cao là bởi vì ta đang có đà cải cách, ta đang có cái thế ổn định, tạo ra được lòng tin cho doanh nghiệp. Thì như thế là nó cũng có cái lý của nó. Thế bây giờ ta nỗ lực thêm thì cái phần ta đó, ta có thể nói rằng điều kiện bình thường thì kinh tế 2019 là sẽ tốt. Nhưng chúng ta phải luôn luôn phải nghĩ đến câu chuyện ứng phó với những cái bất thường. Mà hiện nay là cái bước bất thường, rồi là cái bất ngờ là nó khả năng nó xảy ra rất cao. Bởi vì chúng ta biết là đấy, Mỹ với Trung Quốc chiến tranh thương mại, những cái đòn đánh là nó bất ngờ lắm. Mà toàn những đòn đánh nặng thôi, đúng không? Nó rung chuyển cả cái thế giới chứ không phải là... Đấy, mà ta là hai cái đối tác thương mại lớn. Đấy, ta lại chưa cái gọi cái năng lực để mà đi vào cái cách mạng công nghiệp 4.0, nó chưa phải là nhiều. Mà thế giới là họ đang có những cái bước tiến nó thực chất, nó rất mạnh. Ta thì là đang hô hào nhiều, thì những cái đấy nó thấy là cái đà bên cạnh cái phần của chúng ta, thì cái phần bối cảnh quốc tế là nó chúng ta chưa lường tính hết được, mà nền kinh tế của chúng ta độ mở nó cao. Đấy, cho nên là chúng tôi nói là cái dư địa để có một cái khoảng mở cho cái dự báo. Thì ví dụ như chúng ta có thể là dự báo là 6,7 cộng từ 0,2, 0,3 để chúng ta có cái dư địa chính sách, chứ chúng ta đừng có trói nhau vào những cái đấy. Nhưng tinh thần chung ấy là năm 2019 ấy là tình hình, và có thể 20 ấy, tức là cái xu thế là vẫn tốt, nhưng ấy, khó khăn vẫn lớn. Thì nói như thế là nó là thừa thôi, lúc nào chả có khó khăn, nhưng rõ ràng là cái khó khăn của những cái năm tới đây nó khá là đặc thù, là phải có những cái tỉnh táo, phải có những nhạy bén kiểu khác, chứ không thể là cứ thấy tốt rồi là chúng ta cứ ào tới được. Ở đây là cái, và thậm chí là tôi cũng muốn nhấn mạnh là có thể cái khó khăn đó, cái tình thế như thế, nó tạo ra những cái cơ hội lịch sử rất lớn cho Việt Nam. Ta bớt cái phụ thuộc vào nước ngoài đi, ta chuyển hướng cái cấu trúc, ví dụ thế. Ta sẽ gây áp lực để mà cải cách nó mạnh hơn, để đáp ứng các yêu cầu hội nhập, thì những cái kết quả phải nói là rất là đáng trông đợi. Có nghĩa rằng là tóm lại là tất cả tùy thuộc vào ta, tùy thuộc vào cái nỗ lực cởi bỏ những cái trói buộc thể chế, đồng thời ấy là nỗ lực của doanh nghiệp để mà liên kết với nhau. Tôi rất là chú trọng đến cái khái niệm là doanh nghiệp mạnh lên, nhưng mà mạnh lên trong một cái lực lượng chứ không phải là từng ông. Thì Việt Nam ta nó có mấy cái, nó khó nhưng mà không có gì là thấy nó để mà quá bi quan. Thì đấy là cái cho hai.